Sáng nay tại quảng trường trung tâm hành chính thành phố Dị An diễn ra chuỗi sự kiện nhằm hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Dị An tổ chức còn mang ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và đón chào đô thị Dị An 1/4 thế kỷ. Chương trình bao gồm lễ phát động tuần lễ áo dài Việt Nam trong cán bộ, hội viên phụ nữ từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ 150 bộ áo dài trắng tặng nữ sinh khó khăn các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Dị An, phát động cuộc thi ảnh online Khoảnh khắc đẹp, áo dài xinh, nụ cười tỏa nắng lần thứ 2 năm 2024. Đặc biệt là chương trình đồng diễn áo dài Việt Nam với sự góp mặt của 1.000 hội viên phụ nữ với chủ đề Tự hào áo dài Việt Nam. Hôm nay Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Dị An tổ chức lễ hội áo dài rất là hoành tráng, duyên dáng và đồng thời cũng tạo được những cái ấn tượng rất là lớn đối với lại là phái nam, cán bộ công chức. Trong một tuần cũng nên có một ngày để là mặc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúc chị em phụ nữ mạnh khỏe, tươi trẻ và tiếp tục cống hiến tài năng của mình để xây dựng thành phố Dị An ngày càng phát triển. Màn đồng diễn áo dài trên nền nhạc thuần Việt đã lan tỏa và hưởng ứng sâu rộng nhằm hướng tới vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tôn vinh chiếc áo dài truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, bên cạnh nét duyên dáng, vẻ đẹp dịu dàng của phụ nữ Việt. Qua đó, tuyên truyền giá trị văn hóa, lịch sử, xã hội của chiếc áo dài và tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ mong muốn là lan tỏa những cái thông điệp, những cái hình ảnh về chiếc áo dài truyền thống của dân tộc. Đồng thời bên cạnh đó thì mong muốn là tuyên truyền, giáo dục cho những cái thế hệ tiếp nối về những cái di sản văn hóa của dân tộc và chúng ta phải có trách nhiệm là bảo tồn, gìn giữ và phát triển để cái di sản đó được mãi trường tồn. Hôm nay con đem mặc trên người một chiếc áo dài hoặc đại diện cho học sinh trung học phổ thông Nguyễn Ninh và con rất là mong là trong tương lai áo dài sẽ được tiếp tục là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Một người phụ nữ Việt Nam mặc lên chiếc áo dài thật là thanh lịch, rất là đẹp. Được biết, trong tuần lễ áo dài Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương đã phát động phong trào cho các hội viên mặc áo dài đi làm tại các công sở, cũng như tham gia các sự kiện và hội nghị. Những chương trình thiết thực của các cấp hội phụ nữ Bình Dương trong tuần lễ áo dài Việt Nam đang góp phần quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt nói riêng đến gần gũi hơn với đông đảo bạn bè khu vực và quốc tế.